Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tĩnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1574. Kính thưa quý khán thính giả, ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Tĩnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Tổng thống Joe Biden ký ban hành đạo luật bảo vệ môi trường và sức khỏe trị giá 740 tỷ đô la. Dân biểu Liz Cheney mất ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ, có thể tranh cử tổng thống 2024. Tổng thống Ukraine đề nghị Liên Hiệp Quốc bảo đảm an ninh cho nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ tập trận quân sự quy mô lớn vào tuần tới. Hoa Kỳ và Đài Loan bắt đầu đàm phán thương mại chính thức. Quân đội Hoa Kỳ phải cạnh tranh lại việc Trung Cộng bắn hỏa tiễn xung quanh Đài Loan. Tổng thống Nam Hàn kêu gọi đàm phán với Bắc Hàn vì mục đích hòa bình. Nga thừa nhận nhiều cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimea bị phá hoại. Liên bang cắt giảm nguồn cung cấp nước sông Colorado do hạn hán. Và sau cùng là Nga tiến hành ngoại giao âm thầm với Mỹ về trao đổi tù nhân liên quan đến Greener. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Hoa Tĩnh Đốn, Tổng thống Joe Biden vừa ký ban hành đạo luật Inflation Reduction Act giảm lạm phát, bao gồm bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân, trị giá 740 tỷ đô la hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 8, theo AP. Tổng thống Biden đã ký đạo luật này và gọi đây là bước cuối cùng trong nghị trình thực hiện chính sách nội địa của ông, với mục đích thu hút sự ủng hộ của cử tri đối với đảng Dân Chủ. Trong thời điểm chưa đầy 3 tháng trước ngày bầu cử giữa kỳ, vào ngày 8 tháng 11, trước đó, dự luật được Thượng viện thông qua theo thủ tục Reconciliation với số phiếu 51 trên 50. Lá phiếu thứ 51 là của Phó Tổng thống Kamala Harris trong vai trò Chủ tịch Thượng viện. Sau đó, vào ngày 12 tháng 8, Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua dự luật với số phiếu 220 trên 207. Dự luật được cho là sẽ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cũng như tạo thay đổi lớn trong chính sách y tế bằng cách cho phép cơ quan Medicare lần đầu tiên được quyền thương thuyết giảm giá một số loại thuốc, cùng lúc gia hạn trợ cấp chương trình y tế thêm 3 năm. Ngoài ra, dự luật sẽ giúp giảm thâm thủng ngân sách qua các chương trình tăng thuế, bao gồm ít nhất là 15% đối với các doanh nghiệp lớn và 1% đối với những người có thu nhập qua chứng khoán. Cuối cùng, dự luật sẽ thúc đẩy sở thuế IRS thu thêm thuế qua các chương trình kiểm toán đối với những người có thu nhập cao. Theo dự trù, trong 10 năm, chính phủ sẽ thu được trên 700 tỷ đô la và chi hơn 430 tỷ đô la để bảo vệ môi trường và trợ giúp y tế. Số còn lại giúp giảm thâm thủng ngân sách. Tin tổng hợp, dân biểu Cộng hòa Wyoming Liz Cheney, người thẳng thắn lên tiếng chỉ trích ông Trump, đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ trước đối thủ Harriet Hageman, theo National Public Radio, gọi tắt là NPR, và bà Cheney đã gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên Harriet Hageman qua điện thoại. Bà phát biểu rằng, mặc dù cuộc bầu cử sơ bộ đã kết thúc, nhưng mọi việc chỉ mới bắt đầu. Ứng cử viên Harriet Hageman, luật sư được ông Trump ủng hộ, giành chiến thắng áp đảo. Đây là một kết quả dễ đoán của bà Cheney, vì khi còn là dân biểu duy nhất của tiểu bang Wyoming tại Hạ viện Hoa Kỳ, bà từng lên tiếng ủng hộ việc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump về vai trò của ông trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm
2021 tại trụ sở Quốc hội. Bà Cheney từ một ngôi sao của đảng Cộng hòa trở thành một kẻ bị đảng này quay lưng kể từ thời điểm bà chọn quay lưng lại với cựu Tổng thống Trump. Bà Cheney phát biểu trước những người ủng hộ vào tối thứ Ba, ngày 16 tháng 8, tại Jackson Hole, rằng bà sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ngăn ông Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. Bà Cheney cáo buộc cựu Tổng thống Trump đã khiến Hoa Kỳ bị chia rẽ tới độ khủng hoảng, vô pháp luật và dẫn tới bạo lực. Bà Cheney khẳng định, dù mất ghế dân biểu, bà sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm bảo đảm ông Trump không bao giờ quay lại tòa Bạch Ốc và cho biết bà sẽ quyết định trong những tháng tới có tự mình ra tranh cử tổng thống hay không. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, một đảng viên Cộng hòa khác đã thách thức cựu tổng thống, đã vượt qua rào cản ở Alaska. Bà sẽ đối mặt với đối thủ Kelly Shishbaka, người được ông Trump ủng hộ trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 11. Khi chấp nhận thua cuộc tranh cử sợ bộ, bà Liz Cheney nói rằng, 2 năm trước, tôi đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ này với 73% phiếu bầu. Tôi có thể dễ dàng làm như vậy một lần nữa, nhưng tôi buộc phải đi theo lời nói dối của Tổng thống Trump về cuộc bầu cử năm 2020. Điều đó có nghĩa là tôi bị buộc phải có những nỗ lực không ngừng trong việc tiếp tay với ông ấy để đánh đổ hệ thống dân chủ và tấn công các nền tảng của nền Cộng hòa của chúng ta. Đó là con đường tôi không thể và sẽ không chấp nhận đi. Tin tổng hợp. Sau cuộc hội đàm hôm thứ Năm ngày 18 tháng 8 với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đang ghé thăm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng Liên Hiệp Quốc cần phải bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang bị quân Nga chiếm đóng. Ông Zelensky và ông Guterres gặp nhau tại thành phố Lviv thuộc miền Tây Ukraine. Tổng thống Ukraine cho biết hai ông đã thảo luận về một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng và đồng nhất rằng cần tiếp tục phối hợp các nỗ lực nhằm bảo đảm cho việc xuất cảng của Ukraine. Ông Zelensky viết trong ứng dụng nhắn tin Telegram đã có sự chú ý đặc biệt đến chủ đề Nga tống tiền tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Do đó, Liên Hiệp Quốc cần phải bảo đảm an ninh cho cơ sở chiến lược này, phi quân sự hóa và giải phóng nó hoàn toàn khỏi quân Nga. Quân Nga đã chiếm nhà máy hạt nhân hồi tháng 3. Kyiv cáo buộc Moscow sử dụng nó như một lá chắn để từ đó bắn vào các mục tiêu của Ukraine. Phía Ukraine cũng nói rằng Nga đã pháo kích vào nhà máy. Trong khi đó, Moscow lại đổ cho Ukraine là bên nã pháo vào cơ sở này. Hôm 18 tháng 8, Nga nói họ có thể đóng cửa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu sau khi nhà máy này bị pháo kích tại vùng tiền tuyến ở Ukraine. Kyiv cho rằng hành động ngừng hoạt động tại nhà máy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân ở đó. Trong một bài đăng trên Telegram với hai bức ảnh về cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Guterres, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, chúng tôi nhất quyết tiếp tục phối hợp thực hiện sáng kiến ngũ cốc. Ông Zelensky cho biết thêm, chúng tôi cũng thảo luận về các hướng phát triển có thể có của những việc như sau, về vấn đề trục xuất người Ukraine một cách bất hợp pháp và ép buộc về việc thả các quân nhân và nhân viên y tế của chúng tôi khỏi nơi giam giữ. Theo thỏa thuận trong ngày 22 tháng 7 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm trung gian, Ukraine khôi phục thành công vào đầu tháng 8 hoạt động xuất cảng từ các hải cảng ở Biển Đen vốn đã bị đình trệ trong 5 tháng vì cuộc xâm lược bắt đầu ngày 24 tháng 2 của Nga. Tin Seoul, Nam Hàn. Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ tập trận quân sự chung với quy mô lớn nhất vào tuần tới trước diễn biến căng thẳng khi Bắc Hàn đang gia tăng các vụ thử vũ khí
và phát triển kho nguyên tử lớn mạnh. Theo AP, trích thuật tuyên bố của quân đội Nam Hàn hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 8, cuộc diễn tập mùa hè giữa Washington và Seoul mang tên UC Freedom Shield sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến 1 tháng 9 nhằm tăng cường kế hoạch huấn luyện quân sự hỗn hợp với quy mô lớn sau khi hai nước tạm dừng một số cuộc tập trận thường niên và thay thế bằng việc tổ chức các cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính trong những năm gần đây. Để tạo cơ hội đàm phán ngoại giao với Bắc Hàn và chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng cho biết các chiến hạm Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật đã tham gia các cuộc tập trận báo động chống hỏa tiễn, tìm kiếm và theo dõi hỏa tiễn đạn đạo ngoài khơi bờ biển Hawaii từ ngày 8 đến 14 tháng 8 nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự ba bên đối phó với các thách thức ngày càng gia tăng, trong khi cả Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết các cuộc tập trận chỉ nhằm tăng khả năng phòng thủ, thì Bắc Hàn từ lâu đã lên tiếng phản đối, nói rằng đây là sự chuẩn bị cho cuộc xâm lăng. Trung Cộng, đồng minh chính của Bắc Hàn, bày tỏ lo lắng về việc Hoa Kỳ mở rộng các cuộc tập trận quân sự với các đồng minh Á Châu. Họ cho rằng hành động này có thể khiến tình trạng căng thẳng với Bắc Hàn ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Trước khi thu hẹp quy mô tập trận trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Nam Hàn từng tổ chức các cuộc tập trận chung với quy mô lớn vào mùa xuân hoặc mùa thu hàng năm ở Nam Hàn với sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ quân đội Hoa Kỳ và 200.000 binh sĩ quân đội Nam Hàn. Giới chức tại Bộ Quốc phòng Nam Hàn và Hội đồng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn hiện chưa đưa ra thông báo về số lượng quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ tham gia cuộc tập trận lần này. Tuy nhiên, có nhiều khả năng UC Freedom Shield sẽ bao gồm việc mô phỏng các cuộc tấn công chung, tiếp vận vũ khí và nhiên liệu cho tiền tuyến, cũng như loại bỏ các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tin Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ và Đài Loan cùng đồng ý bắt đầu đàm phán thương mại theo một sáng kiến mới nhằm đạt được các thỏa thuận với kết quả có ý nghĩa về kinh tế. Và một quan chức Đài Loan cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về hành động cưỡng ép kinh tế của Trung Cộng. Washington và Đài Bắc đã công bố sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21 hồi tháng 6. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về công trình nghiên cứu để đàm phán và dự tính vòng đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào đầu mùa thu năm nay. Nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Đài Loan John Dan nói với các phóng viên tại Đài Bắc rằng ông hy vọng đàm phán có thể bắt đầu vào tháng tới và việc này một ngày nào đó có thể đem lại một thỏa thuận thương mại tự do mà đảo quốc này từ lâu đã muốn có với Hoa Kỳ. Kế hoạch đàm phán được công bố cùng với lời thông báo cho biết Hoa Kỳ và Đài Loan đã lập một nghị trình đàm phán bận rộn về các vấn đề như tạo thuận lợi thương mại, thực hành quản trị tốt và gỡ bỏ các rào cản phân biệt đối xử về thương mại và cho biết khởi sự cuộc đàm phán chính thức sẽ nhằm mục đích đạt được các thỏa thuận, các cam kết với tiêu chuẩn cao và các kết quả có ý nghĩa về kinh tế. Ông Dan cho biết hai bên cũng sẽ bàn về chủ đề Trung Cộng ép buộc kinh tế, hàm ý nói đến việc Bắc Kinh có hành động ngăn chặn thương mại với các quốc gia mà họ có bất đồng, chẳng hạn như khi Lithuania cho phép Đài Loan mở đại sứ quán trên thực tế ở thủ đô của họ. Ông Dan nói, các mục tiêu cưỡng ép kinh tế của Trung Cộng không chỉ Hoa Kỳ hay Đài Loan, mà việc này được thực hiện với rất nhiều quốc gia. Tác hại của nó đối với trật tự kinh tế và thương mại toàn cầu là rất lớn. Mặc dù thiếu các quan hệ ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ vẫn muốn tăng cường trợ giúp cho Đài Loan, đặc biệt là khi đảo quốc phải đối mặt với áp lực chính trị gia tăng từ Trung Cộng, hòng ép buộc việc chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.
Trung Cộng nhắc lại rằng họ phản đối sáng kiến thương mại mới giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Wang Wenbin, tức là Uông Văn Bân, nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng Trung Cộng phản đối bất kỳ quốc gia nào ký kết các thỏa thuận thương mại chính thức với Đài Loan, và ông kêu gọi Hoa Kỳ ngừng bang giao với đảo quốc này. Tin tổng hợp. Một vị chỉ huy quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 8 nói rằng nước này phải có thái độ về việc Trung Cộng bắn hỏa tiễn xung quanh Đài Loan. Theo hãng thông tấn Agence France Presse AFP, Bắc Kinh đã thực hiện các cuộc tập trận trên không và trên biển trong tháng này xung quanh Đài Loan để thể hiện thái độ phản đối trước các chuyến viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ. Các cuộc tập trận đó bao gồm phóng hàng loạt hỏa tiễn, đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan, vốn là tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới, và đây là lần đầu tiên Trung Cộng thực hiện hành động quân sự như vậy kể từ giữa những năm 1990. Ông Carl Thomas, Phó Đô đốc Hạm đội 7, nói rằng việc Hoa Kỳ phản ứng trước hành động của Trung Cộng là rất quan trọng để tránh những điều tương tự xảy ra trong tương lai. Ông cho biết thêm rằng việc phóng hỏa tiễn vào vùng biển Đài Loan là vô trách nhiệm vì đây là vùng biển quốc tế, nơi có các tuyến vận tải biển và hoạt động hàng hải tự do. Hạm đội 7 có trụ sở tại Nhật Bản và là thành phần chính yếu trong sự hiện diện của Hải quân Washington ở Thái Bình Dương. Trong cuộc tập trận tháng này, truyền thông nhà nước Trung Cộng đưa tin rằng có một số hỏa tiễn đạn đạo do quân Trung Cộng bắn đã bay qua thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Một bước leo thang mới mà Bắc Kinh không thừa nhận. Từ trước đến nay, Trung Cộng luôn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn, đang chờ dịp thống nhất với đại lục. Phía Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết. Tin từ Seoul, Bắc Hàn. Khi phát biểu trong cuộc họp báo để đánh dấu 100 ngày đầu tiên tại chức, ông Chun Suk-yeol, Tổng thống Nam Hàn, vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 8 cho biết việc đàm phán với Bắc Hàn không nên chỉ vì mục đích chính trị mà còn phải góp phần thiết lập hòa bình. Theo Reuters đưa tin, ông Yoon đã tái khẳng định việc sẵn sàng viện trợ kinh tế theo từng giai đoạn cho Bắc Hàn nếu nước này ngừng phát triển vũ khí nguyên tử và bắt đầu giải trừ nguyên tử. Đồng thời lưu ý rằng ông đã kêu gọi đối thoại với Bình Nhưỡng kể từ cuộc tranh cử. Các bình luận này mang hàm ý chỉ trích đối với một loạt hội nghị thượng đỉnh giữa ông Moon Jae-in, tổng thống tiền nhiệm, ông Kim Jong-un, chủ tịch Bắc Hàn, và tổng thống Hoa Kỳ thời đó là ông Donald Trump. Bất chấp những cuộc họp đó, việc đàm phán giải trừ nguyên tử đã bị đình trệ hồi năm 2019, và Bắc Hàn nêu rõ họ sẽ không đánh đổi quyền tự vệ, mặc dù họ đã kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt. Nhiều nguồn tin tình báo cho thấy nước này có thể đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử nghiệm nguyên tử. Nếu được tiến hành, đây sẽ là vụ thử nghiệm nguyên tử đầu tiên của Bắc Hàn kể từ năm 2017. Trước đó, vào hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 8, Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn hành trình từ bờ biển phía Tây, một ngày sau khi Nam Hàn và Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc tập trận chung sơ bộ trước khi tái khởi động cuộc huấn luyện thuần thục từng bị tạm dừng dưới thời ông Moon. Tình tổng hợp. Hôm 16 tháng 8 năm 2022, một kho đạn và nhiều cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine, hiện do Nga kiểm soát, bị phá hủy. Chính quyền Nga thừa nhận đây là hành động phá hoại. Thông tín viên Jean Didier Rivon tường trình từ Moscow, một kho đạn tạm thời ở phía bắc bán đảo Crimea bị nổ. Trái ngược với lý do sơ xuất đã dẫn đến vụ nổ kho đạn dành cho không quân hồi tuần trước. Lần này, chính quyền Nga thừa nhận đây là một hành động phá hoại,
tuy không nói rõ là thủ phạm đã được xác định hay chưa. Theo quân đội Nga, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm một đường dây điện cao thế, một nhà máy điện, một tuyến đường sắt, cũng như một số ngôi nhà đã bị hư hại. Theo thống đốc bán đảo Crimea Sergei Aksionov đã đến hiện trường, có hai thường dân bị thương và họ đã tổ chức di tản cư dân của một ngôi làng lân cận. Tình hình này buộc phía Nga phải ổn định lại nhiều tuyến đường sắt nối với lãnh thổ Nga. Vào thời điểm có rất nhiều du khách đi nghỉ và chuẩn bị trở lại Nga trước kỳ học sinh tự trường. Cho dù quân đội không nói về việc này, chúng ta có thể tưởng tượng được rằng các vụ phá hoại nói trên cũng có thể làm gián đoạn việc gửi quân tiếp viện cho chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp tục ở Ukraine. Về mặt chính thức, đường ray xe lửa đã được sửa chữa, nhưng sẽ không có chuyến tàu chở hành khách vào trại trên tuyến đường này trong ngày hôm nay. Bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014, đóng vai trò là hậu phương cho quân đội Nga trong các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ khác của Ukraine. Các vụ nổ trong những ngày gần đây có khả năng làm suy yếu cơ sở hậu cần của Nga. Chính quyền Ukraine vẫn tỏ ra mơ hồ xung quanh các vụ nổ nói trên, không chính thức xác nhận hay phủ nhận vai trò của quân đội Ukraine đằng sau các vụ nổ này. Trong lúc một số giới chức Ukraine hoan nghênh các cuộc tấn công có độ chính xác cao như thợ kim hoàn của quân đội Ukraine, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra thận trọng. Trên mạng Telegram, tối ngày 6 tháng 8, Tổng thống Ukraine kêu gọi người Ukraine rời xa các căn cứ quân sự Nga do các vụ nổ, đồng thời khẳng định những kẻ chiếm đóng đang phải rời khỏi bán đảo. Ông Zelensky kết luận họ cần phải hiểu rằng đó không phải là vùng đất của họ. Về mặt chính thức, mà dàn phóng tên lửa đa nòng mà nhiều nước phương Tây cung cấp cho Ukraine để tự vệ chống Nga có tầm bắn 80 km, chính quyền Kyiv từng cam kết không sử dụng loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga. Tin Sacramento, California, trước tình trạng hạn hán trầm trọng nhất trong nhiều thế kỷ qua đang làm khô cằn miền Tây Hoa Kỳ, chính quyền liên bang hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 8 tuyên bố sẽ cắt giảm lượng nước từ Colorado River hiện đang cung cấp cho 6 tiểu bang và Mexico sau khi cuộc họp về kế hoạch tiết kiệm nước không đạt kết quả, theo hãng thông tấn United Press International. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục tìm cách duy trì bền vững lượng nước tại lưu vực sông Colorado trong dài hạn và buộc các tiểu bang California, Arizona, Nevada, New Mexico, Utah và Wyoming phải thống nhất đưa ra kế hoạch sử dụng nước mới thay cho thỏa thuận cũ được áp dụng trong suốt thế kỷ qua. Theo lời Thứ trưởng Nội vụ ông Tommy Bottrell, tình trạng hạn hán tại Colorado River do thay đổi khí hậu có nguy cơ làm tăng rủi ro cháy rừng và phá hủy hệ sinh thái ảnh hưởng đến người dân địa phương. Trước đó vào tháng 6, phía Bộ Nội vụ yêu cầu các tiểu bang lân cận bàn luận và đưa ra kế hoạch tiết kiệm và phân phối lượng nước trong vòng 60 ngày, nếu không thì chính phủ sẽ trực tiếp can thiệp. Một số bên đưa ra được nhiều ý tưởng khả quan, trong khi một số khác không thèm tham gia bàn luận hay bất kỳ đóng góp có ý nghĩa nào. Ông Carol Reed, Tổng Giám đốc Liên minh Great Basin Water Network, nhận định trong một buổi phỏng vấn với The Hill Newspaper, đến thứ Ba, các tiểu bang vẫn chưa thống nhất được giải pháp, trong khi lượng nước dự trữ quốc gia đang dần cạn kiệt. Phía chính quyền liên bang cho phép các tiểu bang cứ tiếp tục đàm phán, nhưng đã đưa ra quy định cắt giảm việc phân phối nước có hiệu lực từ đầu năm 2023. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2023, lượng nước phân phối từ Colorado River sẽ giảm 21% cho Arizona, 8% cho Nevada và 7% cho New Mexico.
Hiện California chưa bị cắt giảm nước theo quy định này. Ngoài biện pháp bảo vệ nguồn nước, phía chính phủ Hoa Kỳ cũng có nỗ lực duy trì mực nước của Colorado River để bảo vệ hai đập thủy điện lớn. Mực nước tại Lake Mead ở gần Las Vegas đã hạ xuống mức thấp kỷ lục theo giới chức liên bang. Tại Lake Borel, Arizona, mực nước thấp ảnh hưởng đến thủy năng và nguồn cung cấp điện tại phía nam California và toàn bộ khu vực Tây Nam Hoa Kỳ. Giới nông dân tại California bày tỏ sự lo ngại rằng tình trạng khan hiếm nước sẽ làm giảm sản lượng lương thực trong nước. Cũng vào hôm thứ Ba, Tổng thống Biden ký đạo luật giảm lạm phát Inflation Reduction Act, trong đó có khoản chi tiêu hàng tỷ đô la để đối phó với hạn hán. Đạo luật về thuế và khí hậu cũng bao gồm 4 tỷ đô la để mua bổ sung hoặc tiết kiệm nước cho lưu vực Colorado River. Tin Moscow. Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm ngày 18 tháng 8 cho biết họ tiến hành ngoại giao âm thầm với Hoa Kỳ về việc có thể trao đổi tù nhân có liên quan đến ngôi sao bóng rổ Brittney Griner. Bà Griner, người từng hai lần đoạt huy chương vàng Olympic và là ngôi sao của Hiệp hội bóng rổ nữ quốc gia The Women's National Basketball Association, gọi tắt là WNBA của Mỹ, đã bị kết án 9 năm tù ở Nga vì tội mang ma túy trong hành lý vào ngày 4 tháng 8 trong một vụ án mà Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden cho là không thể chấp nhận được. Ivan Nesachi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết hoạt động ngoại giao âm thầm đang được tiến hành và việc này sẽ mang lại kết quả nếu Washington làm theo và không dẫn vào hình thức tuyên truyền, làm ầm ĩ lên trên truyền thông để lấy điểm trước một cuộc bầu cử. Với hàm ý Nga muốn nói đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vào tháng 11, Điện Kremlin trước đó đã nói rằng các quan chức Hoa Kỳ đang phá hoại nỗ lực để đạt được cuộc trao đổi tù nhân khi phía Mỹ sử dụng ngoại giao khua chiêng gõ trống về việc này. Washington đã đề nghị trao đổi tay buôn vũ khí Nga Viktor Butt để nhận về Greener và cựu thủy quân lục chiến Paul Whelan. Các nguồn thạo tin cho Reuters biết Whelan, người có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, đã bị kết án 16 năm tù vào năm 2020 sau khi bị kết tội làm gián điệp. Ông ấy phủ nhận cáo buộc đó. Greener, người đã được bác sĩ kê đơn cho dùng loại cần sa chữa bệnh ở Hoa Kỳ để làm giảm đau do chấn thương mãn tính, đã bị bắt vào ngày 17 tháng 2 tại sân bay Sheremetyevo của Moscow. Với các hộp chứa dầu cần sa trong hành lý của bà, cần sa vẫn thuộc diện bất hợp pháp ở Nga, kể cả loại dùng cho mục đích y học và giải trí. Greener, người đã nhận tội, nói rằng bà hoàn toàn trung thực khi phạm lỗi vì bà đã vô tình đóng gói hộp dầu cần sa trong lúc vội vàng để bắt kịp chuyến bay đến Nga. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn là một cơ quan bất vụ lợi đã phục vụ cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã nhiều năm qua. Đài luôn luôn giữ vững lập trường và chủ trương sau đây. Thứ nhất là một cơ quan bất vụ lợi, không lệ thuộc bất cứ một tổ chức nào hoặc một cá nhân nào. Thứ hai, cung cấp một phương tiện truyền thông hữu ích cho cộng đồng người Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Thứ ba, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu để giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nếu quý vị muốn đóng góp hay có những thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn hay Vietnamese Public Television VPTV, 2800 Juniper Street, Suite 11, Fairfax, Virginia 22031,
số điện thoại 703-560-3300. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Nhập cảng thuốc từ Hoa Kỳ tăng mạnh. Hoa Kỳ đã vượt qua Pháp trở thành thị trường nhập cảng thuốc lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Trang tin Hải quan Online dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết rằng trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 1,93 tỷ đô la nhập cảng dược phẩm, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tin cho hay cũng trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chi gần 254 triệu đô la nhập cảng nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 3,9% so với cùng kỳ của năm 2021. Theo trang tin của Tổng cục Hải quan Hoa Kỳ, đạt 242,6 triệu đô la, tăng 173,2% so với cùng kỳ năm ngoái, và đã giúp Hoa Kỳ xoán ngôi của Pháp để trở thành thị trường nhập cảng thuốc số 1 của Việt Nam trong 7 tháng qua. Theo Hải quan Online, thị trường Pháp đứng thứ hai với số 222,5 triệu đô la, giảm 18,5 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tin cho hay còn 4 thị trường khác đạt tổng trị giá từ 100 triệu đô la trở lên, gồm Đức đạt 214,15, Bỉ gần 155 triệu đô la, Ấn Độ đạt 147,27 triệu đô la, Hàn Quốc 135,1 triệu đô la. Trang tin của Tổng cục Hải quan nói rằng cả 4 thị trường lớn này đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh Hàn Quốc, tin cho hay các thị trường lớn khác ở châu Á còn có Thái Lan đạt 51,2 triệu đô la, Nhật Bản đạt 49,77 triệu đô la, Trung Cộng đạt 41,22 triệu đô la. Như Voa đã đưa tin hồi tháng 6, Việt Nam xuất cảng hàng hóa trị giá ước lượng 55,9 tỷ đô la sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022, duy trì vị trí của Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của quốc gia ở Đông Nam Á theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 29 tháng 6. Theo tìm hiểu của Voa, trong 20 năm nay, Hoa Kỳ luôn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất cảng ngày càng tăng lên của Việt Nam. Gần đây nhất, Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ hơn 96 tỷ đô la vào năm ngoái, hưởng lợi suất hơn 81 tỷ đô la. Trước đó, trong hai năm 2020 và 2019, Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ lần lượt là 77 tỷ và hơn 61 tỷ đô la, với các mức lời lần lượt là hơn 63 tỷ và gần 47 tỷ đô la. Gỗ dán Việt Nam phải chịu thuế chống bán phá giá vào Hoa Kỳ vì dùng nguyên liệu Trung Cộng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hồi đầu tuần này đưa ra kết luận rằng một số sản phẩm gỗ dán và veneer chất bóng của Việt Nam thực chất nhập nguyên liệu chính từ Trung Cộng để tránh bị đánh thuế bán phá giá. Vì vậy, các sản phẩm này của Việt Nam nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế có thể lên đến 200%. Việc tính thuế đối với các sản phẩm nhập cảng từ Việt Nam này sẽ được tính từ ngày 17 tháng 6 năm 2020. Mức đặt cọc tiền mặt áp dụng với các sản phẩm gỗ dán nhập cảng vào Hoa Kỳ chịu thuế chống bán phá giá sẽ là 183.36%, và đối với các sản phẩm chịu thuế chống trợ cấp là 22.98%, trừ khi công ty chứng minh cho thấy mình được áp dụng trong hình thức khác. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đồng thời cũng đưa ra kết luận về 36 công ty của Việt Nam đã không hợp tác đầy đủ với họ trong quá trình điều tra. Do vậy, những công ty này được xác định là đã sản xuất các sản phẩm gỗ dán dùng nguyên liệu của Trung Cộng và không cho phép họ tham gia vào quá trình lấy giấy chứng nhận. Kết quả là việc phải nộp tiền mặt đặt cọc
được áp dụng đối với toàn bộ các sản phẩm gỗ dán nhập từ các công ty này của Việt Nam. Các số liệu công bố công khai cho thấy các sản phẩm của các công ty chiếm đến 60% các sản phẩm gỗ dán nhập từ Việt Nam vào Hoa Kỳ. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, doanh thu xuất cảng gỗ dán của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đã tăng từ 112,3 triệu đô la vào năm 2018 lên 22,4 triệu đô la vào năm 2019 và 248,5 triệu đô la vào năm 2020 là năm Hoa Kỳ khởi đầu sự điều tra. Doanh thu xuất cảng gỗ dán của Việt Nam vào Hoa Kỳ năm ngoái là 356,7 triệu đô la, tăng hơn 57% so với năm trước, cũng liên quan đến tình chống bán phá giá. Bộ Công Thương Việt Nam vừa quyết định gia hạn 6 tháng đến ngày 1 tháng 3 năm 2023 đối với việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Malaysia và Trung Cộng. Phương Ngưu nhận được tin buồn, tiến sĩ Tạ Cự Hải, pháp danh Minh Trí, nguyên chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, cộng tác viên chương trình Trời Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, một kinh tế tài chính, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1943 tại Việt Nam, từ trần ngày thứ hai 8 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Dần tại Fort Church, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 79 tuổi, thành kính vương ưu với bà quả phụ Tạ Cự Hải, nhũ danh Trương Thị Như Thủy và Tăng Quyến, nguyện cầu hương linh ông Tạ Cự Hải siêu sinh tịnh độ, cõi vĩnh hằng. Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn đồng thành kính vương ưu. Chương trình Trời Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả.
Kính thưa quý vị, trong tiết mục phóng sự cộng đồng tuần này, kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh mà Trường hợp Việt Nam dù qua tình đốn chúng tôi đã ghi nhận được. Chương trình tang lễ của ông Minh Trí Tạ Cự Hải, nguyên chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vì quá trình đốn và phụ cận tại nhà quan trên đường Braddock, thành phố Fairfax, Virginia, ngày thứ Sáu, 12 tháng 8 năm 2022. Xin chân thành phương ưu cùng bà quả phụ Tạ Cự Hải và tăng quyến, nguyện cầu hương linh ông Tạ Cự Hải siêu sinh tịnh độ, cõi vĩnh hằng.
vừa đi dạy đã tìm ăn uống và tôi khó lắm cũng qua được. Thì tôi nhớ hình như sau 1, sau 2 thì Hải là em của trường đại nó đậu anh kia nhưng vì không có tiền và lâm chúc kỹ sư thì tôi giờ tham dự qua anh em chúng vừa đi học gia đình nào là những đó mở không hiện Hải đó là chung trong cộng đồng tôi và anh Hải chia sẻ những chuyện riêng để làm sao cho cộng đồng đoàn kết qua đây tại như sự xâm nhập chúng bắt đầu bước qua Hoa Kỳ này và chiếm miền Nam. Anh Hải chia sẻ với nhau từ những chuyện và trong hợp chúng tôi để mà không một cái tổ chức của nhân chiến sĩ rồi cho bên ngoài người Hoa Kỳ thấy người lính của chúng tôi bỏ và chạy những việc chúng tôi như là những ngày mà mỗi anh em sinh hoạt chung Mỹ quân địch Mỹ tới chúng tôi làm sao cái thành phần mà đi vào trong cộng đồng có một cái sống để mà với cái hàng ngũ cụ nhân tổ chức huấn luyện thế vững cho cộng đồng đó là những gì cùng với nhau khi tôi hoàn trả cho anh Trạch Kỳ Hải vừa thấy nó sẽ rất vững chắc thì quý vị đã thấy ngoài cho cụ nhân anh Hải còn xông pha những người khác về vấn đề được nói lên có thể giúp đỡ được phải trong buồn này như là cho khắp nơi đóng truyền hình nghe được đó là những cái điểm mặc dù đứa em thứ 10 trong gia đình 11 anh em và em cũng là một trong những các anh chị em được anh Hải bảo lãnh qua đến nay đã được 30 năm. Thì như tất cả các quý vị đã lên đây phát biểu thì anh Hải, rất là gần gũi bên Nguyên và cũng là bàn luận hai cái lứa tuổi cũng là gần gũi lên đây để mà tỏ cái tình cảm cũng như là cái lòng biết ơn, cái sự biết ơn anh Hải là người đã bảo lãnh tất cả chúng em qua đây để cho chúng em có một cơ hội. Lúc này anh đều nổi tiếng bạn bè thân thương. To share with you about my father, my brother, for my to attend this special event. Thank you so much. Rửa chén là ở nhà hàng nhưng lâu lâu cũng còn những ngày thứ bảy rảnh đó đúng là ghé nhà hàng này chơi nha. Cái nướng gạo mà mình đã vo rồi đã bỏ thêm muối mấy ngày để ăn được tôi nhớ hoài lúc đó. Mỗi lần ăn xong bữa trưa đó thì là tôi lúc đó tôi uống hay uống bia tôi lai ra đầu tiên cũng ở nhà Hải cũng vẫn chạy đi muốn dặn người xa xôi vầng trăng hay sẽ là bất ngờ khi bước chân anh ở trên Hải đã ra đi anh lại có thể là một người hoàn toàn tích cực cho hội nông nghiệp ở Hải ngoại. Siêu sinh tịnh độ, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát,
Đại từ đại bi mừng chúng sanh đại hỷ đại xã thế hàng thứ tướng hảo quang minh dị tự niệm chúng đang chỉ tâm quy mạng để chỉ tâm đảnh lễ nam mô di đà xá độ trung quang hiệu huệ lai lạc vương chư Phật tôn quang hiện thánh lăng thượng trụ kiếm sinh bất bả di đà niệm cũng tại nhân gian thọ nhất tai sơ nhiệt danh hương sơ thân triều khấn tái nhiệt danh hương tái thân triều khấn tam nhiệt danh hương tam thân triều khấn triều thỉnh hương linh tạ cử hải pháp danh minh trí sanh ư quý mùi niên mạng phần nhân dần niên hưởng thọ bát thập tuế thần hồn hướng linh trường cờ tam bảo lực lai đáo đạo tràng tính pháp văn kinh thọ cam lồ mỹ vị siêu sinh tình độ triều tình hương linh tiếng vang sắc này
cuối cùng là mình đi ra luôn á. Đi đó là dòng rồi đi ra luôn đó. Đi đây hả? Yeah.
Yeah.